Tẩy sạch cặn rêu thế này với chất tẩy rửa thông thường phải tốn biết bao công sức. Hãy dùng Viêm Siêu Tẩy mới, bột tẩy đa dụng, chỉ cần thấm ướt bề mặt trong 5 đến 10 phút. Viêm Siêu Tẩy sẽ tẩy sạch cả những cặn rêu bám dai nhất mà chẳng cần chà sát mạnh và diệt trùng hiệu quả, trả lại bề mặt sáng đẹp như mới. Viêm Siêu Tẩy mới tẩy sạch và diệt trùng thật dễ. Ngay cả loại bột giặt tốt nhất cũng không giặt sạch được vết cà phê bám dai này. Hãy dùng Viêm Siêu Tẩy mới, bột tẩy đa dụng. Chỉ ngâm 15 phút, vết cà phê sẽ được tẩy sạch trơn, chẳng cần dùng bàn chải và diệt trùng hiệu quả, cho áo trắng tinh như mới. Viêm Siêu Tẩy mới, tẩy sạch và diệt trùng thật dễ. Rửa sạch cặn trà bám lâu ngày bằng nước rửa chén thường, không ăn thua gì. Hãy dùng Viêm Siêu Tẩy mới, bột tẩy đa dụng. Chỉ cần ngâm 5 đến 10 phút, Viêm Siêu Tẩy sẽ tẩy sạch cặn trà đã khô mà chẳng cần chà sát mạnh và diệt trùng hiệu quả, trả lại chiếc tách sáng đẹp như mới. Viêm Siêu Tẩy mới, tẩy sạch và diệt trùng thật dễ.